ra mua bánh cái gì chứ không dám ăn cái nguồn nước mà. Theo bà Xuyên, toàn bộ 16 tòa nhà với khoảng 1.000 hộ dân khu N2 Trung Hoàn Nhân Chính đều bị dính nước lạ đã 2 ngày nay. Lúc đầu thì nó chỉ là cái mùi clo thôi, nhưng mà cho đến ngày hôm nay thì mùi nó rất là khét, nước rất khét như mùi cháy điện ấy, mà nó rất là nồng nặc. Bê từng bình nước ăn lên nhà là biện pháp tình thế mà gia đình anh Tài đang phải sử dụng để ứng phó với nước có mùi nặng. Cư dân ở chung cư 54 Hạ Đình như anh vừa kết thúc đợt di tản trở về nhà sau vụ cháy nhà máy Rạng Đông. Thế mà chưa kịp dọn dẹp nhà đã lại phải hứng chịu thêm nguồn nước không đảm bảo. Đầu tiên mình nghĩ là hay là do cái Rạng Đông nó vừa rồi nó mới cháy, nó cháy vừa rồi mà nó ngấm vào cái đường ống của mình, thì nghi ngờ là như thế. Nhưng mà qua tìm hiểu một số anh em ở gần đây, là thậm chí là có những người mà cách đây khoảng 2-3 cây số, thì cũng khẳng định là cái việc đường ống nó đang ở trong tình trạng là có mùi rất là khét, nặng mùi và không phải là cờ lo. Theo tìm hiểu của phóng viên, các hộ dân có nước máy xuất hiện mùi lạ đều dùng nguồn nước sạch sông Đà. Công ty Viaco xác nhận hiện đang có 120.000 hộ dân là khách hàng của công ty bị ảnh hưởng từ nước có mùi lạ. 100% nước do công ty này phân phối cho khách hàng đều lấy từ nguồn nước cung cấp bởi công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà. Ngày hôm 10 tháng 10 chúng tôi có nhận được rất nhiều cuộc điện thoại, ý kiến của người dân về chất lượng, về phản ánh nội dung là nước có mùi. Ngay thời điểm đó chúng tôi có một văn bản gửi công ty cổ phần nước sạch sông Đà đề nghị là trả lời rõ về cái nội dung nước có mùi. Thế tuy nhiên đến ngày 11 chúng tôi vẫn không nhận được cái văn bản chính thức nào từ công ty cổ phần nước sạch sông Đà. Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện đang có 4 đơn vị lấy nguồn nước sông Đà cung cấp cho khu vực Hà Nội là công ty cổ phần Viaco, công ty nước sạch Hà Đông, công ty nước sạch Tây Hà Nội và công ty trách nhiệm hữu hạn Đồng Tiến Thành cấp cho khu vực Thạch Thất, Quốc Oai. Cả 4 đơn vị này đều xác nhận nước cấp từ công ty nước sạch sông Đà có mùi lạ. Theo thông tin chúng tôi có được thì phía công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà cho rằng đã loại trừ nguyên nhân ô nhiễm nguồn nước ngầm và nước mặt khiến nước có mùi lạ. Hiện tượng này có thể là do sự cố từ đường ống, quá trình trung chuyển. Vấn đề quản lý nước ở các khu đô thị cũng đang được xem xét.